Mục hạ vô nhân chúng anh đây, nghe em nhan sắc, lòng xuân anh mới dạt dào. Những người hát sẩm mù lòa vẫn sướng lên đầy kiêu hãnh. Chúng anh đây, nghe em nhan sắc, lòng xuân anh mới dạt dào. Mới hiểu vì sao bà Cầu lại mắng chúng tôi, không cho gọi hát rong là hát ăn xin. Những người hát sẩm không cam phận ăn mày bố thí, mà kiếm tiền bằng chính mồ hôi và sức lao động nghệ thuật của mình. Người hát sẩm có sự tự hào về nghề, có sự trau dồi cho nghề, bởi thế những ngón riêng, nét riêng ngày một đậm đà. Những người hát sẩm yêu nghề sẩm cũng còn bởi hát sẩm nuôi chính họ. Tiếng hát sẩm đi vào lòng người bởi nó như một khúc tri ân của người hát với cuộc đời, với con người. Anh Khoa ơi, em tiễn chân anh ra tận bến tàu. Hai tay em đỡ lấy khăn dầu, thiếp tiễn chân anh. Tay em cầm dầu giọt lẽ nó chảy vùng quanh, mời anh Khoa khơi một miếng cho bỏ chú tình. Đã có thời kỳ ở khắp các ngõ phố Hà Nội, Hải Phòng vang lên những bài sẩm "Ai ơi chớ vội" hay "Anh Khóa ơi", những bài sẩm kín đáo vạch ra âm mưu của bọn Pháp lừa phỉnh dân ta đăng lính sang Tây. Và trong hành trình lưu diễn của nghệ nhân Hà Thị Cầu cũng có những bài hát như thế. Đất nước hôm nay đã nhiều đổi thay, bến đò này không còn như xưa nữa, nhưng mỗi khi bà Cầu cất lên "Anh Khóa ơi" thì mặt nước lại sao động, sóng sánh như hòa thanh cùng nhịp đập. Sông nước ở đây qua nhiều năm tháng vẫn biết sẻ chia, vẫn biết nâng niu một tiếng đời. Nghề sẩm yêu cầu đàn ngọt hát chín. Đàn ngọt là phải diễn tấu thuần thục, tinh tế, nể chúng trọng âm, giữ sao cho trung thực dòng âm thanh mà sẩm đang phô diễn, bồi đắp, nâng giấc cho lời hát thêm đầy đặn, vang ấm. Tiếng hát thì phải nghe rõ từng lời, vừa ngọt mà cũng vừa thanh, vừa trong vừa ấm, lại vang ngân nhưng phải đậm tình. Và rất nhiều người đã cho rằng nghệ nhân Hà Thị Cầu là sự hội tụ của tài năng và sự tinh tế của nghề hát sẩm.